Yes. Yes. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ tư trong kèo thi đấu AC Ran. Bắt qua đầu 7 cây cho Đỗ Thánh. Quả đầu 7 cây rất đẹp rồi. Nhét dần nào, nhét 3 dần đi. Đúng rồi, nhét 3 dần. Ok. Khởi đầu rất đẹp nhưng có 75. 3 cây 75 quá gần. Còn dần thứ 5 CE luôn cho nó chất. Như vậy là sau hôm thì như vậy là game thủ Yugi đã gỡ được một trận rồi. Gỡ được một trận và sẽ không phải chứng kiến tình trạng là thua trắng 0-9 như kiểu Van Lớp và Sang Long. Một trận thi đấu trong cái map khá là tịt dành cho game thủ Đỗ Thánh, map không có đồ ăn. Hơi tịt. Tuy là như vậy nhưng mà game thủ Yugi cũng không thể dứt điểm được Đỗ Thánh ngay. Khá vất vả. Oklahoma. Oklahoma. Cánh rừng thông rất dài, các bạn thấy đây. Đây như vậy, từ đây vòng tận đây rất dài. Mặt xấu chỗ này đóng đội S. Chỗ này vẫn sẽ đóng đội S ở đây. S bên ngoài này nữa. Mặt này mặt BBBM rồi. Hiệu đầu vẫn chưa thấy đâu. Bây hiệu đầu vẫn đang lẩn trốn như thủ đỗ thánh. Nhưng các bạn thấy rằng cây gỗ đầu 75 nó rất là gần. Đây. Bây giờ đã gần đủ đồ, gần đủ gỗ để đóng chiếc S thứ 3 rồi. Đã chết đầu tiên. Chiếc S đầu rồi. Khoảng con dân thứ 15 là sẽ đóng được. Bảy hiệu ở bên ngoài. Mấy con đây. Quả phụ luôn. Như vậy là đã đủ đồ. Mấy voi, đôi không? Đôi voi và bảy hươu luôn. Cực đẹp về đồ ăn rồi. Quả phụ. Mặt này khả năng sẽ kín. Đỗ Thánh ra một check cái khu vực này xem như thế nào. Chỗ này mấy quả phụ 6 cây. Trên này đôi voi, bảy hươu. Bảy hươu nữa, rất đẹp. Nông dân thứ 15 và đủ gỗ đóng chiếc bé ở đây. Mặt rất đẹp các bạn thấy đây. Chỗ này chỉ cần là một cái khu vực, một cái BB và một cái BM, thêm một cái BI nữa sẽ kín. Dò khá cẩn thận, xuống tận đây nữa, xem có hỏi hay không. Quả 7. Vâng. Quả phụ nữa. Như vậy là không thấy thêm, chỗ này là hỏi nhưng quả phụ nữa, cũng được. Được càng khỏe hơn thôi. Câu đôi voi về, và ăn hai bé quả. Bé quả ở đây, và bé quả ở đây nữa. Thì như vậy là sẽ không cần ăn, không cần ăn hiêu. Mặc bình. BE, BBBM. Nhà đóng đây, mặt này mặt đóng E. Quá đẹp rồi. Nhưng đang khá giật. Bạn đang hơi giật nhỉ. Giật này cô và AC xa này thì khả năng căng thẳng đấy. Chẳng may chết dần phát thì đổ mạng giật. Đổ Thánh hôm anh ta sang đánh bên phía Việt Nam thì anh ta có ngồi đánh qua Ghana, đánh vào Hà Nội Brorumba thì đánh solo cùng LC với mấy game thủ bên phía Việt Nam đánh trên mạng thì còn bị ốp A cho sắp mặt lờ cơ. Nhưng mà được cái là không đến mức là không thở được. Xong ra thì cùng anh ta bảo là mạng, do mạng. Anh ta bảo là do mạng hơi lag. Mình cũng không biết là lý do gì hay là thế nào. Nhưng mà chắc là cũng có cái lý do gì đó. Đỡ tránh tình trạng là bị xấu hổ. Rồi, con voi đã về. Nông dân vẫn không chán hit nào. Quả 6 xong lắm ở đây. Cắt dân đi. Ăn thêm ở đây và bãi quả này nữa. Quả đây là 5 cây. Rất tỉ mỉ. Chỉnh dân gỗ mắc bình nhất có thể. Dạ màng. Rồi, đây nếu như chiếc S nữa thì sẽ là ok này.
như vậy quyết định ăn hiêu, đổi thành quyết định ăn hiêu cho nó gần, dễ ăn hơn. Chứ đường đi từ nhà ra chính ra tận đây thì hơi xa. Một bầy hiêu 7 con, 27 dân kích đòi là bằng xem. 27 dân và 805 chậm hơn xem khoảng 5-6 giây thôi. S đóng đây, S3 đóng bên ngoài này thì tí nữa chiếc S3 sẽ kia sau. Nhưng mình nhìn thấy lượng gỗ rất nhiều, đang rất nhiều gỗ rồi. S3 đâu nhỉ? S3 đây sẽ ok này. Những con nông dân làm quả xong sẽ đóng S3 tại đây luôn. Đóng S3 đây và ăn gỗ đây. Cùng chờ xem game thủ đổ thánh anh ta sẽ cơ cấu nhà như thế nào. BB. Rồi, một nhà BE nữa sẽ kín. Mặt này đã kín rồi, xe từ thượng đi dò luôn. Chỗ này một nhà E. Một nhà E và không sợ bị ken. Rồi, một nhà E mà không ken được cái cô 75 này. Đóng A ở đây. Đóng M, ây giời. Thêm một cái E nữa đây. Mất thêm một cái E nữa cũng được, không sao. 28 dân, kích đòi là bằng xăng. Rồi, chậm hơn xem khoảng tầm 10 giây. S thứ 3 đây luôn không? S3 ở đây. 3 chiếc S, một cánh rừng thông. Nhưng mà cánh rừng thông này nó rất là rộng, rất là dài. Rồi ok, không sao cả. Lực rất khỏe cho đội thánh. Nông dân mang xuống đây. Muốn đóng thậm chí E nữa. Không phải là đóng BG để nó hoang thêm mấy quả lấy lực, mà là đóng chữ E để bò cho chắc cốp hơn. Bò E 2 lớp. Bắt đầu tăng A. Yugi thì sao? 27 dân vào lên đời sớm hơn nhiệm vụ thánh một chút xíu. Có lẽ là vài đánh 26-1 rồi. Ăn hoang bởi hiệu này. Một bầy hiêu tiếp tục là 7 con. Rất lộc. Hiêu 7 đôi voi. Quả đầu 7. Quả phụ 6. Mắc pinh. Lên 3. Yugi là người ép đầy xịt. Vẫn chưa lên đời. 30 dân rồi. Khó cho Yugi rồi. Một cái bài lên đời bằng Yugi chắc đã chưa bằng đồ thánh, chưa chắc đan được anh ta trong cái bài này. Mà bây giờ còn lên đời muộn nên ép đời xì thế này thì hơi căng. Như vậy khoảng cách lên đời là khoảng 1 phút. Tuần đầu ok. Nông dân ra đây, chạy lên 12 giờ và khả năng là sẽ tìm nhà trong phố Yugi, hay là bò rộng, hay là một tình huống bò rộng. Đừng câu voi, đừng nói với tôi là đổ thành câu voi nhá. Đúng rồi, không câu voi. Dân AC nó có bánh xe rồi mà câu voi thì hơi phiêu. Tuần đầu 5 con, tuần thứ 2 cũng là 5 con luôn. Tuần thứ 3 thì nó thiếu rất nhiều gỗ. Đấy, tuần thứ 3 đang thiếu khá nhiều gỗ và đang chờ đủ đồ mới sóc. Yugi cũng là người 5 con, nhưng đổ thánh đang điều. Đấy, không hit run. Đã bị lộ tầm nhìn.
những con cung đào đỏ thánh đã đi qua chiếc BS, và nếu như Yugi nhận ra điều này thì những con cung đào đấy sẽ không làm gì được nữa. Rồi, lao vào đây, Yugi đã bỏ 2 e. Quá khó cho Yugi rồi. Đồ thanh đang đốt e hai mặt trận. Đốt e ở đây, đốt 2 e xong té ngay. Ở đây đốt e, đấu quân luôn. Quân ngang phèo nhau thôi. Yugi dưới dốc. Đồ thanh quýt. Như vậy tôi đổi Riz đổi thanh té. Như vậy tôi vừa rồi làm tình huống mà Yugi là người đồ là tốt hơn. 34-38. Chỉ số kin 81. Ăn thêm một cung R với em ạ. Không phải e. Như vậy là ăn được turn này, là một tình huống không phải e, ăn được một cung R ở đây. Quên hai dân ở đây. Yugi vẫn đang truy sát turn cung R này. Ở đây thì điều R. Đổ thành điều R hơi lỗi, các bạn thấy đây. Chủ động điều R nhưng mà điều R rất là lỗi. Cứ với cái đà này mà Yugi bắt được thêm 1-2 turn nữa thì sẽ ốp bà lại thì đổ sẽ khó thở đấy. Điều R rất lỗi. Nên chúng tôi lùi. Hai con trong tôi là đầu sống sót vẫn đang đi móc. 44 và 53 và 35 dân. 19-10. Chỉ số kim thì là gấp đôi nhưng mà bù lại bằng chỉ số dân. Vậy à. Rồi rất tốt. Quyền hai dân vẫn chưa biết. Bố của hai đã nâng xong 86% rồi. Bây giờ mà xong bố của hai chắc Đỗ Thánh sẽ lao vào ôm luôn, thi đấu luôn. Thì sau khi kèo thi đấu giữa Đỗ Thánh và Yugi kết thúc thì sẽ là kèo thi đấu giữa hai game thủ, đó là Lôi Lão Hổ và game thủ U97. Anh game thủ Tiểu Văn Thầu. Tiểu Văn Thầu vào Lôi Lão Hổ. Rồi xong bố hai đấu luôn. Nhưng điều là đang rất rối, các bạn thấy đây. Nhưng cung đào Đỗ Thánh đang bị hút đam bởi hai cung đào đảo lên từ game thủ Yugi. Tham Lai không đè nhiều, chỉ khoảng 5-5-4-5 thôi. Nhưng mà Đỗ Thánh anh ta đang có rất nhiều dân. Yugi thì vẫn chỉ bằng dân vậy thôi. 35 dân, 37 dân, chả hơn gì cả. Đỗ Thánh đã là 40 mấy dân rồi. Tăng A chưa? Bắt đầu tăng A. Yugi vẫn chỉ là búa có một. Một cái bài thi đấu mà Yugi ép phần quân thôi. Sắp dân không nhiều. Quân là ngang phèo. Đỗ Thánh đang chỗ hơn công nghệ. 7-2 và 7-1. Tôi nữa mang lên 5 con. Khó rồi. Tôi này Yugi điều đó sẽ bị thua. Tỷ số sẽ là 3-1 và chúng ta sẽ cùng đến với kèo thi đấu giữa hai game thủ Tiểu Văn Thầu và U9 và Lôi Lão Hổ ngay sau đây. Đánh khá nhàn hạ. Đánh khá lầy. An Hoàng ở đây hết xong rồi thì An Hoàng còn voi. Hết xong rồi thì An Hoàng bãi quả. Đánh khá lầy lội. Không BN, không BC. Đứng thủ không ốp. Thế mới hay như vậy. Đánh khá thư giãn nhỉ. Tham không cần đánh tự đè thôi. Trận nào cũng vậy. Map biển cũng thế mà cung là xe cũng thế, cung là AC cũng thế. Đánh theo kiểu là rất là thư giãn. Đánh từ đối phương tự quýt. Bây giờ thì Yugi là bố gỗ 2. Đây. Dương đông kích tây. Tôi này giả vào bắn e. Tôi này lao để ăn dân. Rồi tôi này lao để ăn rất nhiều dân đây.
Yugi là người đã có bên đâu. Đồ thánh thì chưa, ép châu quân và ốp thôi. Khó. Đây các bạn thấy đánh rất là lầy lội. Đánh để nước đối phương tự quyết thì thôi. 3-1 cho game thủ đồ thánh. Như vậy đồ thánh trắng thắng chung cuộc là 3C. Cả ba thể loại. Chúng ta cùng đến với kèo thi đấu giữa Tiểu Màn Thầu và Lôi Lão Hổ ngay sau đây.